Chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh của Tâm. Giáng sinh đã chuẩn bị cận kề rồi. Hôm nay em xin gửi đến cả nhà chương trình bán hàng mới nhất trong tháng 12 của mẫu xe vừa mới ra mắt, đó là Hyundai Stargazer. Xe MPV 7 chỗ được trang bị nhiều option cũng như tính năng an toàn và giá rẻ nhất phân khúc, phù hợp cho các anh em khách hàng có mục đích sử dụng chạy gia đình hoặc chạy dịch vụ đều được. Mời cả nhà cùng xem chi tiết video về chương trình bán hàng của tháng 12 này nhé. Hyundai Stargazer được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo, gồm 4 phiên bản, đó là Hyundai Stargazer 1.5 tiêu chuẩn, Hyundai Stargazer 1.5 đặc biệt, Hyundai Stargazer 1.5 cao cấp và Hyundai Stargazer 1.5 cao cấp 6 ghế. Trước mặt cả nhà là chiếc Hyundai Stargazer phiên bản đặc biệt. Về hình thức mua bán sẽ có hai hình thức, đó là trả thẳng và trả góp. Về bản chất thì hai hình thức này đều như nhau, chỉ khác nhau là cả nhà mua trả góp thì sẽ có một bên thứ ba là ngân hàng đứng ra bảo lãnh số tiền cho cả nhà còn thiếu để trả cho showroom bên em. Cả nhà mua bảo hiểm thân vỏ và sử dụng quy trình chọn gói của showroom bên em. Về thời gian lấy xe, cả nhà phụ thuộc vào tiến độ của giải ngân của ngân hàng. Em có một số thông tin về ngân hàng muốn chia sẻ cho cả nhà như sau. Hiện tại ở thời điểm này, cả nhà có thể vay vốn tối đa lên 85% giá trị của xe và thời gian vay tối thiểu là 3 năm, tối đa sẽ là 8 năm. Về phần lãi suất thì bên em có thể hỗ trợ cho cả nhà với lãi suất phù hợp, chỉ từ 0.79% một tháng. Dư nợ sẽ giảm dần và năm tiếp theo sẽ tính theo biên độ của ngân hàng. Đối với phiên bản Stargazer đặc biệt này thì giá niêm yết của nhà máy sẽ là 625 triệu. Em hỗ trợ giảm cho cả nhà 35 triệu tiền mặt, sẽ còn 592 triệu. Tặng cả nhà 7 món theo xe, gồm áo trùm xe, khăn lau xe, bao da tay lái, nước hoa treo xe, dù, bao da đựng giấy tờ và 5 lít nhiên liệu. Tặng thêm cho cả nhà phim cách nhiệt và 1 năm bảo hiểm vật chất. Chi phí tạm tính ra biển cho cả nhà ở Hồ Chí Minh là 671 triệu, trả trước là 186 triệu. Ở tỉnh là 652 triệu, trả trước là 180 triệu. Chi phí này bao gồm những chi phí theo quy định của nhà nước, chưa bao gồm bảo hiểm thân vỏ và phí dịch vụ nha cả nhà. Chi tiết cả nhà liên hệ em theo số điện thoại 0777 262 237 để em báo giá chi tiết cho cả nhà nhé. Trong tháng 12 này, cả nhà nhận xe sẽ được tặng kèm là một TV Samsung hoặc là LG 43 inch luôn. Cả nhà sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng giải đặc biệt là một chiếc xe Hyundai Creta. 3 giải nhất, mỗi giải là một chiếc MacBook M2. 5 giải nhì, mỗi giải là một robot hút bụi. 20 giải 3, mỗi giải là một chiếc vali. Em đã cập nhật cho cả nhà giá bán cũng như chương trình trả góp và ưu đãi trong tháng 12 này. Cả nhà muốn biết thêm chi tiết, hãy liên hệ em theo số điện thoại 0777 262 237. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo.